Rồi cơ duyên nào anh với lại Linh gặp nhau? Giọng mới đăng ký một tài khoản trên Zoomit, tức là tài khoản hẹn hò á. Cũng có dự định là đăng ký chương trình của chị bạn muốn hẹn hò à, bạn muốn hẹn hò chị Cát Tường ấy, nhưng mà trong cái profile của Duẩn á là không bao giờ là quen bạn nào mà dưới 9x, tại Duẩn là 8x mà, và không hiểu sao á thì lại gặp bạn Khánh Linh. Cái điều đầu tiên mà tiêu chuẩn để Duẩn chọn vợ đó là đạo đức. Mình hẹn hò trên mạng xã hội bao lâu mình mới gặp mặt trực tiếp ở ngoài, và khi gặp ở ngoài thì cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn là đối với nhau là như thế nào? Duẩn với Khánh Linh là quen ở trên mạng khoảng một tuần. Em thấy hình như là sinh ra để dành cho nhau sao ạ? Mọi thứ là về cách nói chuyện này, suy nghĩ này, quan điểm làm ăn này, mọi thứ đều là giống nhau hết. Em thấy ngạc nhiên. Sau đó là hai đứa hẹn nhau. Ấn tượng đối với em ngay từ thời điểm gặp Linh á, thông minh, xinh gái. Khi mà nói chuyện với ảnh trên cái profile, ảnh nói là tiêu chuẩn của anh là đạo đức. Thì lúc đó khi em nghe đến đấy thì em mới thắc mắc là không biết là đạo đức của anh đến bao nhiêu mà anh lại dám nói rằng là tiêu chuẩn của anh là đạo đức. Cảm thấy nó rất là chảnh. Ấn tượng đầu tiên cũng không phải là khả quan lắm đâu, tại vì khi đó là mới nói chuyện đến trưa xong là đói bụng thì có kêu đồ ăn ở trong quán. Thì tự nhiên đem mì đến thì cái sốt của em nó đến sau. Thì anh đói quá, anh nói là anh xin phép anh ăn trước, là giống như là một cái điểm gì đó mất điểm trầm trọng đối với em rồi. Đó là lần đầu tiên gặp nhau quá hả? Trời ơi, mời đó là lần đầu tiên ra anh ăn trước. Rồi đến bao giờ thì hai bạn mới chính thức quen nhau, có nụ hôn đầu tiên? 2 tháng chị ạ. Thực sự ra như thế này này, năm 2011 á, em bị một căn bệnh mà nói chung là gọi là chui từ ba tấc đất chui lên á. Tất cả những người trong gia đình á là xác định em là gọi là out rồi đó. Thì sau đó là em mới đọc được cuốn sách Sức Mạnh Tiềm Thức và em áp dụng cho chính bản thân em về vấn đề sức khỏe. Và cho đến bây giờ là sức khỏe em hồi phục. Khi mà thành công cho sức khỏe rồi á thì em tiếp tới á là em áp dụng trong vấn đề là tình yêu. Em gặp vợ em đây á, thực sự nó không phải là nó quá ngạc nhiên mà em đã set up trước đó rồi. Cứ trước khi đi ngủ 15 phút và sau khi đi ngủ 15 phút hình dung ra cái khuôn mặt của người vợ em là như thế nào. Cái thứ hai là tính cách, em có ghi ra cuốn sổ tay á, thì sau này á là vợ em có đọc được cuốn sổ tay đó. Đúng vào cái ngày 20 tháng 10 là hôm ấy là cũng em có tham gia một cái sự kiện thì em mời vợ em đi học. Sau cái ngày hôm đó thì em có tặng bông cho vợ em. Sau cái buổi hôm đó là ngày hôm sau, nói chung là lúc đấy mới là tỏ tình và quen nhau đầu tiên. Tới bữa nay là hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Được 1 năm. Mọi người vẫn thắc mắc là tại sao là nó quá nhanh như vậy á. Là mọi thứ nó đều có lý do của nó. Thì giống như anh nói là những thứ mà em có là do cái sự cài đặt từ trước. Em có một cái thói quen là em luôn chụp hình lại cái vị trí xe của em. Thì cái ngày đầu tiên mà hẹn ảnh á là sinh nhật em là ngày 15 tháng 10. Và sau khi ra về thì em mới thấy anh cầm cái điện thoại anh ra. Thì kêu anh làm gì vậy? Thì anh mới nói là chụp lại cái xe em ấy để đâu quên rồi. Tại vì em thấy, ủa sao trùng hợp vậy? Cái như tính cách thì hai người giống nhau rồi, những cái thói quen nó cũng giống nhau. Nó giống nhau, giống nhau, cực kỳ giống nhau luôn. Cái ngày mà anh tỏ tình á, ở cái khóa học đó, là cái chứng minh nhân dân á, nó là cùng nguyên quán với em. Có sự trùng hợp. Quá trùng hợp. Kể cả trong giấc mơ. Trong giấc mơ mới là... Mới chung giấc mơ luôn hả? Dân. Em mới nói vợ em á là hôm qua, tối hôm qua em mới mơ là chúng ta cưới nhau. Lúc ấy mới quen nhau được khoảng hơn 2 tháng một tí à. Thì vợ em hỏi, thế anh mơ áo cưới của em như thế nào? Tức là em diễn tả giống y như cái suy nghĩ của vợ em về cái áo cưới đó. Mà em chưa biết, không biết là vợ em thích màu gì luôn ấy. Thì đó là những cái điểm thuận lợi để cho hai bạn tiến đến với nhau nhanh hơn. Vậy thì mình có cái biến cố nào xảy ra không? Linh dẫn em về gặp ba mẹ. Ba mẹ Linh là đạo Kitô đạo gốc, em là bên nương. Thế mẹ vợ em á thì bắt là em phải theo đạo. Em thì là con út mới là tính em hơi bướng, nhưng mà bảo con theo là con không theo. Thế bắt đầu là mẹ em nổi xung lên, xảy ra xung đột. Mẹ vợ nổi xung lên rồi mẹ em cực kỳ nóng tính. Nói chung là cãi nhau rất là lớn. Bố vợ em á điềm tĩnh hơn, cái bố em xoa dịu được, xoa dịu từ từ. Tối hôm đó mẹ em về cho đè xử cô này, xử chị biết xử. Thôi cái này để vợ em kể thì hay hơn. Tại vì vợ em là người nghe trực tiếp. Mẹ không có cảm tình tốt. Tối về thì bắt đầu là nguyên một nhà luôn. Từ anh xúm vô đánh hội đồng. Từ anh trai cho đến ba mẹ. Tất cả mọi người đều phản đối.
kịch liệt, và thậm chí là sẵn sàng là từ em nếu như mà em kết hôn với một người không có đạt. Cái điều đó khiến em động lòng, với chính xác đó là anh không có suy nghĩ xấu về ba mẹ và rất là thông cảm với ba mẹ em, và đứng ở cương vị ba mẹ em để mà hiểu được, và anh biết là cái sai của anh luôn. Thì để mà vượt qua được cái ngưỡng cửa hẹn hò mà đến hôn nhân đó là gần như phải hy sinh. Hai bên phải hy sinh cho nhau. Cái biến cố thứ hai á, là nó khá là trầm trọng. Thì trước cái ngày mà đính hôn á, là vợ em dở chứng tiếp. Đây là nói đòi hủy hôn. Hả? Lý do? Đòi hủy. Lý do gì mà đòi hủy hôn? Lúc đó là coi như xong hết, hủ tục xong. Lấn cấn là nó có vội quá không? Em mới nói là nếu như mà chậm hơn một chút thì mình vẫn chắc hơn. Mạo hiểm, mạo hiểm. Tháng? Lúc mà đính hôn là quen nhau được mấy tháng? 5 tháng. 5 tháng, đúng là hơi nhanh. Quá đúng. Nhanh. Thì em cũng bị dao động bởi bạn bè nữa. Bạn bè nó ra nó vô rồi em sợ. Thật sự lúc đó em run. Đến giờ bên nhà chồng vẫn chưa biết cái chuyện này. Thì đêm đó thì anh tức tốc về, mà khi đó rất là kẹt xe, đợt đó đá banh kẹt xe. Thì anh về anh gặp em thì hai đứa có nói chuyện với nhau. Sau khi nói chuyện được ấy, thì vợ em giải tỏa. Thì lúc ấy vợ em hiểu em nhiều hơn và quyết định là ngày hôm sau vẫn tiến hành. May quá em. Hết hồn. Hết hồn. Thôi tới tận bây giờ thì thật sự hai người đã hiểu nhau hết chưa? Em biết tất cả cái thói hư tật xấu hay là những cái điều gì đó giữa em với chồng em mặc bất hòa với nhau không? Dạ, thì đến thời điểm bây giờ thì em vẫn chưa thấy cái tật xấu của anh đâu. Nhưng mà có một cái nó cũng chỉ nhỏ thôi đó là khi mà đam mê công việc á, không biết là nó là tốt hay xấu nữa, khi mà đam mê công việc là quên hết xung quanh. Thậm chí là đôi khi cũng quên mất là không có điện thoại cho em luôn. Và cũng giống như cái setup của em là em ghét cái gì thì chờ cho của nấy. Ghét cái gì rồi cho con ấy. Còn em ghét cái gì rồi anh có cái gì. Em không thích con trai thấp hơn em, và em không thích con trai có đạo. Anh nói dính, nó dính toàn tập luôn mà. Thì đến ngày hôm nay là em chịu trách nhiệm với những gì mà em cài đặt. Cái quyết định của mình. Còn anh? Có một cái điểm nữa mà vợ em chưa kể, là từ khi mà quen em có mấy tháng thôi mà tăng tới 7 kg. Là không biết là là hình như là do em nấu ăn á, hợp khẩu vị với vợ em hay sao á. Bây giờ bạn em còn mong muốn vợ mình thay đổi những điều gì? À, thực sự ra là vợ em có một cái suy gọi là, em hay gọi là suy diễn. Có một cái sự việc gì đó nó nhỏ thôi, nhưng mà suy diễn nó rất là sâu, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa. Thì em chỉ mong muốn em vợ em là những cái câu nói của em nó không phải quá phức tạp đến như vậy đâu. Em hiểu sao em nói vậy thôi. Thì em chỉ mong vợ em á, là sau này em có nói gì thì cũng nghĩ một cách đơn giản thôi, để cho vợ chồng sống với nhau nó hòa hợp hơn. Cảm thông còn nhau. Dạ, cảm thông hơn. Mình lớn hơn vợ là mười mấy tuổi? Nếu mà tính theo tuổi âm là 10 tuổi, tuổi dương là 11 tuổi. 11 tuổi. Em không, là Quý Hợi 83. Em quý Dậu. Theo như kinh nghiệm của Tường, đây là một cái cái tuổi nó đẹp á. Tại vì khi mà người đàn ông lớn hơn người phụ nữ chừng ấy tuổi á, thì cái trải nghiệm nó ổn định rồi. Công việc nó cũng đã ổn định, nó có thể che chở, bảo vệ được cho cái người vợ của mình. Dạ vâng. Thì Tường và Quang Bảo cũng chúc hai bạn 100 năm hạnh phúc với nhau. Dạ. Tham gia chương trình này thì em cũng mong ba mẹ vợ hiểu em. Cái đó thì Tường nghĩ chắc là hai bạn đứng lên đi. Nếu ba mẹ có xem được cái chương trình này á, thì con đảm bảo là con sẽ chăm sóc Linh rất là chu đáo. Và cũng mong ba mẹ hiểu cho con. Con trước giờ con chưa có thói quen là đi nhà thờ hay đi chùa. Để cho con theo được thì ba mẹ cứ để từ từ, con sẽ tự thu xếp thời gian để con theo, con đi nhà thờ nhiều hơn và chăm chỉ ngoan đạo hơn. Còn vợ con thì chắc chắn là không bao giờ bỏ đạo rồi. Cái đấy thì ba mẹ cứ yên tâm. Em cũng có muốn món quà tặng cho vợ em. Trời ơi. Wow. Đây là cái bó hoa mà em cất công chuẩn bị. Bó bông này có tổng cộng là 76 bông. Thì lý do tại sao là 76 bông? Vợ em năm nay là 24 tuổi. Thì 76 bông tổng cộng là thành 100 tuổi. Có nghĩa là chúng em sẽ đồng hành cùng nhau là ít nhất là 74 năm tiếp theo. Rồi, vậy thì chúc hai bạn là 100 tuổi bạc đầu. Rồi, 100 năm hạnh phúc nha.